Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Thiện Family. Và hôm nay mà mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cách làm sữa chua dẻo lên men tự nhiên và rất là ngon và có thể cắt được thành lát luôn á cả nhà. Và để biết cách làm như thế nào thì bây giờ mời cả nhà cùng vào bếp làm với mình nhé. Nguyên liệu ở đây mình chuẩn bị một gói sữa không đường, sữa tươi không đường 220ml và một hộp sữa chua ít đường hoặc là có đường, sữa chua lên men tự nhiên á cả nhà. Và 4g bột rau câu dẻo. Bột rau câu mình sử dụng loại này thì 10g nhưng mình chỉ sử dụng 4g thôi. Và cả nhà ai làm nhiều thì nhân công thức lên. Và 45g sữa đặc. Sữa đặc thì mình sử dụng hãng nào cũng được. Đầu tiên thì mình sẽ trộn sữa tươi và sữa đặc vào với nhau, sau đó mình khuấy cho nó tan đều. Sau đó thì mình sẽ cho vào một chút nước nước lọc á cả nhà, vào bột rau câu và mình khuấy cho bột rau câu nó tan ra để cho nó khỏi bị vón cục các cả nhà. Sau đó thì mình sẽ cho vào nồi sữa chua và nồi sữa và khuấy cho nó tan đều. Sau đó bắc lên bếp và nấu với lửa cực kỳ nhỏ. Nấu đừng có để cho cái hỗn hợp sữa này nó sôi nha cả nhà, mình chỉ nấu tầm 60 đến 70 độ thôi. Là tắt lửa và để cho nó nguội, để nó nguội khoảng tầm 30 đến 40 độ. 30 độ thì mình sẽ cho sữa chua vào và mình khuấy cho nó tan đều. Và khi mà nó đã tan đều rồi thì mình sẽ cho vào hộp, và cái hộp hay khuôn tùy ý cả nhà. Và mình cho vào nồi cơm điện. Nồi cơm điện thì mình sẽ cho vào một ít nước bằng nửa cái, nó ngập nửa cái hộp á cả nhà. Và mình găm điện để chế độ hâm. Cả nhà nhớ là để chế độ hâm chứ tuyệt đối không để chế độ nấu nhé. Để từ 6 đến 8 tiếng là sữa chua nó sẽ tự lên men. Và sau 6 đến 8 tiếng thì mình sẽ đem ra. Nếu như cả nhà thấy chia sẻ của mình hay và bổ ích thì cả nhà nhớ like và ấn đăng ký kênh để xem và theo dõi những món ăn ngon miễn phí mỗi ngày của mình nha cả nhà. Đây bây giờ mình sẽ cắt cho cả nhà xem nhé. Nó rất là mềm mịn cả nhà và có thể cắt lát được nè. Món rau sữa chua dẻo này mình có thể mix với lại các loại trái cây rất là ngon và mát nữa. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo. Chúc cả nhà thành công. Và cả nhà nhớ đừng quên ấn đăng ký kênh để xem và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn cả nhà.